Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS, đầu tuần này, Triều Tiên đã thả khoảng 260 quả bóng bay mang những túi rác, bao gồm pin đã qua sử dụng, tàn thuốc lá và thứ giống như phân động vật. Các cơ quan chức năng tại Seoul lên án hành động này hạ cấp. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cảnh báo chính phủ nước này sẽ thực hiện các biện pháp đối phó nếu Bình Nhưỡng không chấm dứt những khiêu khích phi lý như vậy. Sáng ngày 1 tháng 6, JCS thông tin cho báo giới rằng Triều Tiên một lần nữa thả bóng bay chứa rác vào Hàn Quốc. JCS khuyến cáo người dân không nên chạm vào những quả bóng bay và báo cáo cho cơ quan chức năng. Chính quyền thành phố Seoul cũng gửi cảnh báo bằng tin nhắn cho cư dân vào sáng ngày 1 tháng 6, cảnh báo về vật thể không xác định, nghi là truyền đơn tuyên truyền của Triều Tiên. Vật thể đã được phát hiện trong không phận gần Seoul và đang được quân đội xử lý. Thông báo của JCS cũng khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời. Trước đó, Bình Nhưỡng gọi việc thả bóng bay là món quà chân thành nhằm trả đũa những quả bóng bay mang theo tài liệu tuyên truyền chống nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã được thả vào Triều Tiên. Nhiều năm qua, Triều Tiên đã bày tỏ phẫn nộ vì các quả bóng bay do các nhà hoạt động Hàn Quốc thả mang theo tài liệu chống Bình Nhưỡng. Đôi khi, họ cũng gửi kèm tiền mặt, gạo hoặc USB lưu trữ các series phim truyền hình Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik nhận xét việc Triều Tiên thả bóng bay mang rác thải là hành động nhỏ nhen, hạ cấp, khó có thể tưởng tượng nổi. Ngược lại, ông giải thích bóng bay do các nhà hoạt động Hàn Quốc thả vào Triều Tiên là bóng bay viện trợ nhân đạo.